Xin chào các bạn. Trong bài ngày hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về văn hóa để chúng ta có thể xây dựng được raving fan, hay là văn hóa để xây dựng được một cái đội nhóm khách hàng cuồng nhiệt xung quanh chúng ta, giúp chúng ta bán hàng mà vô điều kiện. Điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu cái chân lý này, đó là để có được một khách hàng mới thì đắt hơn là chúng ta bán lại cho một khách hàng cũ. Cho nên raving fan sẽ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí trong marketing. Raving fan sẽ tiết kiệm chúng ta được chi phí để mà ăn quẩy kiếm thêm khách hàng mới. Điều quan trọng hơn, raving fan là một hệ thống bán hàng tự động cho doanh nghiệp chúng ta mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Vì thế mà chúng ta sẽ có được nhiều doanh thu hơn mà không tốn kém về mặt chi phí, cũng không như kém về rủi ro. Một trong những thất bại của mọi người bán hàng đó là họ tập trung vào cho việc bán hàng, tập trung vào cho doanh số. Nhưng đối với những người có văn hóa xây dựng raving fan, họ sẽ tập trung vào khách hàng, tập trung vào hai yếu tố: lợi ích của khách hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Hãy luôn nhớ điều này. Nếu bạn quá yêu thích sản phẩm, bạn sẽ là người thất bại. Nhưng nếu bạn yêu thích, nếu bạn yêu quý khách hàng thì bạn sẽ mãi mãi là người thành công. Tôi nhắc lại, nếu bạn yêu thích sản phẩm của bạn, bạn là người thất bại. Nhưng bạn yêu quý khách hàng, bạn sẽ là người thành công. Đây là một trong những cái triết lý vô cùng quan trọng cần được thấm nhuận trong toàn bộ tổ chức của bạn. Con chào cô. Cấp nhân viên cấp thấp nhất. Alo, cô ơi, vâng, chiều cô nói anh kia đến trả cô nha. Chứ đừng yêu thích sản phẩm của bạn. Để có được gây tình quen 20g nữa, vâng. Tất cả các nguồn lực vào tìm hiểu cái nhu cầu và sự vâng. Biến công việc dạ, dạ, của khách hàng trở thành công việc trong quy trình kinh doanh của bạn. Mỗi khi ai đó gặp khách hàng, công việc mà những người này cần phải làm đó là tìm hiểu ra nhu cầu thực sự mà khách hàng mong muốn làm gì, từ đó đưa đến những cái giải pháp để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Không ai được phép nói không với khách hàng, không ai được phép nói không với nhu cầu của khách hàng. Bởi vì mỗi khi bạn tìm ra được một nhu cầu của khách hàng, giải quyết nó, đó chính là lúc mà bạn chiếm được tình cảm từ khách hàng. Một trong công việc để xây dựng raving fan đó là tập trung vào xây dựng mối quan hệ với khách hàng, một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên, giữa khách hàng và người bán hàng là bạn. Hãy tập trung vào xây dựng mối quan hệ hơn là tập trung vào bán hàng. Bởi vì bằng việc xây dựng mối quan hệ, bạn không chỉ bán được hàng cho khách hàng của bạn mà bạn còn giúp cho khách hàng tìm thêm khách hàng cho bạn. Hãy luôn nhớ rằng một trong những chỉ tiêu KPI quan trọng để đo lường chất lượng kinh doanh đó là mối quan hệ thực sự mà họ có được trong quá trình kinh doanh. Để xây dựng được raving fan, bạn hãy tập trung vào lợi ích của khách hàng. Cho nên để có được raving fan, bạn cần có hai thành tố sau đây. Bạn phải xác định được rõ ràng điều bạn thực sự muốn là gì. Và thứ hai, hàng ngày tìm kiếm cái điều khách hàng muốn. Để xây dựng được mối quan hệ giao thương cần hai thứ nhau để kiểm soát người bán hàng với người mua hàng. Đó là xác định chính xác nhu cầu của khách hàng, đáp ứng trước và trong quá trình đáp ứng nhu cầu của khách hàng đó, khách hàng cũng cần nhu cầu của chính bạn. Mối quan hệ có lợi, có tư duy có lại giữa hai bên đó mới chính là mối quan hệ bền vững. Nhưng bạn cũng cần phải nói cho khách hàng biết điều bạn thực sự muốn là gì. Bạn cũng sẽ tìm hiểu được khách hàng thực sự muốn là gì, đáp ứng nhu cầu của hai bên, khách hàng cũng cần phải nhu cầu của mình, giữa người bán hàng và người mua hàng. Một người thầy của tôi đã nói rằng hãy tuyển những người biết quan tâm tới lợi ích của khách hàng và sa thải những người còn lại. Thì tôi nghe lần đầu tiên người thầy tôi nói với tôi điều này, tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Làm sao chúng ta có thể sa thải được những người đã gắn bó với chúng ta rồi rất nhiều năm? Nhưng đây là công việc kinh doanh, chúng ta phải làm như vậy vì lợi ích của khách hàng, vì chính doanh nghiệp của bạn và vì chính nhân viên của bạn nữa. Cho nên càng ngày tôi càng áp dụng cái chính sách này và tôi thấy rằng đây chính là một trong những điều tuyển người quan tâm đến lợi ích của khách hàng và sa thải của người còn lại. Đây mình quen không chỉ là một người làm, không chỉ là hai người làm, nó cần phải chuyển thành văn hóa của doanh nghiệp. Và khi bạn xây dựng cho mình một văn hóa của doanh nghiệp, bạn sẽ có một doanh nghiệp quan tâm đến lợi ích khách hàng. Khách hàng sẽ trở thành raving fan của doanh nghiệp bạn. Và mỗi cá nhân, mỗi con người đều quan tâm đến lợi ích của khách hàng, tìm hiểu sâu nhất lợi ích của khách hàng và đáp ứng đó, khách hàng sẽ trở thành raving fan của doanh nghiệp bạn. Raving fan